Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sáng 13 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm tới 3 cán bộ công an huyện Cư Quyên hy sinh gồm Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Ea Katu, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ công an xã Ea Tiêu, Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Ea Tiêu. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm tới Thượng úy Đoàn Đình Bóp, cán bộ công an xã Ea Katu và Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ công an xã Ea Katu. Hiện cả hai cán bộ này đang được điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trước đó, ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Chiều 11 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh trong vụ tấn công. Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá đối với Đại úy Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Katu, huyện Cư Quyên. Truy thăng cấp bậc hàm lên Đại úy đối với Thượng úy Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Katu, huyện Cư Quyên. Truy thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá đối với Đại úy Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên. Truy thăng cấp bậc hàm lên Đại úy đối với Thượng úy Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê Thiệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên. Ngay sau khi sự việc xảy ra sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để nghe báo cáo nhanh về vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11 tháng 6 tại địa bàn huyện Cư Quyên. Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm, viếng và động viên các nạn nhân trong vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk. Tại các nơi thăm viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi. Đến chiều ngày 12 tháng 6, đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Trung Tây Nguyên và Văn phòng Trung ương Đảng đã làm việc với huyện ủy Cư Quyên, kiểm tra hiện trường và đến viếng thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Tại buổi làm việc, Bí thư huyện ủy Cư Quyên thông tin tình hình và hướng xử lý vụ việc dùng súng tấn công hai trụ sở công an xã, việc thực hiện chính sách và thăm hỏi các nạn nhân, gia đình nạn nhân, công tác đảm bảo an toàn cho người dân. Đoàn đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện trong việc phối hợp giải quyết vụ việc. Đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường vụ việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ủy ban Nhân dân xã Ea Katu, ghi nhận những thiệt hại về cơ sở vật chất, con người, diễn biến vụ việc, đồng thời thăm hỏi lực lượng công an hai xã, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ các trụ sở, chốt chặn và truy quét tội phạm. Đoàn công tác động viên lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ủy ban Nhân dân xã Ea Katu sớm ổn định tình hình, khắc phục hậu quả, đề cao tinh thần cảnh giác, chia buồn với những mất mát mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã, đặc biệt là các gia đình nạn nhân trong vụ việc. Đoàn đã đến viếng, thăm hỏi, chia sẻ những mất mát và động viên gia đình có nạn nhân tử vong, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Mong gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Cũng trong ngày 12 tháng 6, đoàn công tác do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Tại gia đình thân nhân các cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát to lớn đối với các gia đình, đồng thời động viên các gia đình nén đau thương, sớm ổn định tinh thần, cuộc sống. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã động viên chúc cán bộ chiến sĩ công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe.
Dịp này, đoàn công tác đã trao các quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Katu, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sĩ cho 4 đồng chí công an xã đã hy sinh, làm chế độ thương binh cho 2 đồng chí công an xã bị thương và thực hiện tốt chế độ chính sách cho các cán bộ xã và người dân đã tử vong theo quy định. Ngày 12 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hờ Kim Hoa Bia, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy và đồng chí Iyan Krinikren, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân vụ dùng súng tấn công trụ sở công an 2 xã huyện Cư Quynh. Đoàn đã đặt vòng hoa viếng anh Lê Minh Vương, thôn 12 xã Ea Katu, huyện Cư Quynh, anh Hoàng Minh Khánh, thôn 11 xã Ea Tiêu, huyện Cư Quynh và anh Lê Xuân Hoàng, tổ dân phố 8, phường Tân An, thành phố Buôn Mê Thuột. Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua đau thương. Sau khi vụ việc xảy ra, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk đã và đang nỗ lực hết sức mình để chia sẻ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, mất mát, đồng thời động viên bà con không hoang mang để sớm ổn định tình hình. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt, điều tra, xử lý các đối tượng gây nên vụ việc. Tính đến sáng 13 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng. Trong đêm 12 tháng 6, hai đối tượng ra đầu thú. Như vậy, tính đến 9 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng Công an đã bắt giữ 39 đối tượng. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời, Công an Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, sáng 12 tháng 6, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Katu, huyện Cư Quynh. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng súng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Katu. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Katu. Đồng thời, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm ngày 11 tháng 6, 2023, tại địa bàn huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an các xã Ea Tiêu và Ea Katu, làm chết và bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và lực lượng chức năng địa phương đã khép chặt vòng vây các đối tượng tại khu vực xã Ea Ninh. Tại huyện Cư Quynh, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, báo ngay cho chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Quynh đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Liên quan vụ việc dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Katu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã ra thông báo đề nghị bà con huyện Cư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Đến ngày 12 tháng 6, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền các cấp. Thư kêu gọi nêu rõ, sáng 11 tháng 6, 2023,
trên địa bàn huyện Cư Quyên đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và xã Ea Katu, gây thương vong một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Quyên, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương, thông báo động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra, đồng thời xin chia sẻ với những đau thương, mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ và người dân. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tin tưởng với truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!